biết đường tìm mua cho rua cô ạ. Bởi vì ăn xúc xích này, ăn chân gà, ăn chả mực này, ăn chân gà. À, không thích khoai, không thích trứng hả cô? Ăn ít thôi, những đồ đấy thì ăn ít thôi. À, ăn ít thôi còn đâu ạ. Uống sữa nữa. Đây, uống sữa, uống coca. À, để chị phải học hỏi xem là món nào em thích để về Hà Nội chị mua. À, mix đâu cho em nào, ăn đi rua. À, cô ơi cô, rua hay ngại thì nếu mà bình thường mấy giờ rua ra đây? Thì bình thường công việc buổi sáng rua là như nào? Vâng. Buổi sáng thì tầm có độ 7 giờ. 7 giờ sớm. Là có mặt ở đây. Không phải là 4 rưỡi 5 giờ thì đi về. À, 7 giờ này thì tức là em phải dậy rất là sớm để em đi hái hoa đúng không hả cô? Thường thường là đi cắt hôm trước. À, đi cắt từ chiều hôm trước. Hôm nay là ngày đầu tuần cô nhỉ, chứ mọi khi con đi qua có thể đông lắm. Đúng rồi, nay là đầu tuần. Thế hôm nay rua về với chỗ mà bao nhiêu kỷ niệm với trước của em thấy thế nào? Vui đúng không? Thấy tươi lắm. Được ăn xúc xích hương vị cũ này, ăn chả mực này. Tí nữa uống sữa vào nha, cho béo nha. Dạ. Mình có tiền mà em. Vậy xin có cho anh chụp chị nào. Sao bây giờ lên Hà Nội có nhớ không? Thỉnh thoảng về nhỉ? Cô tức là cứ 7 giờ sáng đây đứng nguyên cả ngày. Cô quay ra. Dạ. Con hỏi là tức là từ 7 giờ em ra đây từ 7 giờ này, xong rồi mãi chiều em mới đi về à, hay cứ đứng ở đây cả ngày như vậy à? Vâng, tất cả bọn cô, tất cả trẻ con ở đây đều như thế hết. Vâng. Thật ra như vậy thì cũng vui cơ nhờ, trẻ con ở đây mà thì cũng vui, đúng không? Ví dụ như hôm nay thì trẻ con đông hơn, người đeo hoa còn đông hơn cả khách cô nhỉ? Ví dụ như hôm nay này. Đến đây nhỉ, con đây cho tao tiền à. Khi mà được về chính tay em phát quà cho mọi người, cho các bé đây, em cảm thấy như thế nào rồi? Thế quà của cô hôm qua đâu? Dưa. Dưa, khi mà chính bàn tay em phát quà cho những người mặc cái bạn mà trước đây là cùng em, thì em cảm thấy như nào? Vui. Vui. Mẹ. Thì về đây em cảm thấy rất là vui rồi, còn đâu mấy ngày xuống Hà Nội khi mà được chị cũng như là chị Hường chăm sóc em thì em cảm thấy như thế nào? Cũng vui. À, mình phải có một cảm xúc khác, ví dụ như là có nhớ nhà hay không, nhớ nhà thì phải bảo chị đúng không? Dạ. Có nhớ nhà đúng không? Bởi vì nhiều khi chị thấy em buồn đúng không? Xong rồi lúc sau lại vui. Lúc em nhớ nhà hay nhớ gì? Hả? Em nói nhớ nhà. Em ăn nữa đi. Cô ơi, lấy cho con ít chả mực cho rua, cho con vào cái xiên. Rồi ăn lại đi nhá. Hả? Ăn nữa. Xin lỗi hồng mì. Lâu mới được về mà em ăn tẹp bô đi. Hầu cho xe xe. Hầu cho xe xe. Được. Dạ muốn là ý mới chả. Tôi chỉ tao nè. Nè. Đây. Đây xếp để em làm cho xếp. Giờ sếp chỉ việc như một công chúa thôi mọi người ạ. Đây là sữa em thích đúng không? Dạ. Ok, chị đã nhớ này. Có thích màu vàng kia không? Không. Màu vàng này thôi. Có. À, thích là thích hãng sữa này đúng không? Này, đọc, chị đọc lại xem đúng chưa nhá. Xúc xích đúng không? Chả mực này, sữa này và nước ngọt. Bởi vì hôm em đi siêu thị, chị thấy em chọn nước ngọt và em đem cái này tận đây để em uống. Đúng không? Vâng. Trên Hà Nội nhá, có một dãy phố toàn bán mấy cái này thôi. Hôm nào thích chị dẫn đưa đi nhá. Thích không? Ăn bao nhiêu cũng được. Chỉ sợ bụng vua không chứa được hết thôi. Ở nhà chưa có đúng không? Cô tí cho con, tí cho con vài giây con em về nhá. Thế là đi nào? Thế chị Hường đâu?
chị ở nhà chị hơi mệt một chút còn. Chắc là say xe hả? Vâng. Chị ơi, mọi người nhìn kìa. Trong khi mà Dua đang cần lực trả lời phỏng vấn thì nhân viên ở bên kia bắt đầu tranh thủ đặt đao lượng. Đó. Thì bây giờ nhá thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video và Dua có muốn gửi lời gửi gắm gì đến mọi người không? Ví dụ như là lời cảm ơn này vì mọi người đã ủng hộ được trong suốt hành trình của Dua, hay là muốn gửi lời chúc gì đó đến mọi người không? Tiếng của em hay tiếng Kinh đều được. Nói đi, không phải ngại, cố lên. Mọi người đang rất là tò mò bởi vì mấy ngày hôm nay em đã thay đổi rất là nhiều, em đã nói chuyện được nhiều hơn, tích cực nhiều hơn. Đó thì không biết là em có muốn gửi lời cảm ơn hay gửi gắm gì đến khán giả không, bởi vì mọi người ủng hộ em rất là nhiều và luôn luôn đồng hành cùng em. Đó. Em có muốn gửi lời gửi gắm gì đến mọi người không? Đơn giản thôi. Nói tiếng Mông hay là nói tiếng Kinh đều được. Ví dụ như em cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi hành trình của em, hoặc là chúc mọi người sức khỏe. Đó, tùy em. Cố lên, bởi vì mọi người đang rất là yêu quý và ủng hộ em. Mọi người đang rất là yêu quý và ủng hộ em rất là nhiều. Đó. Cố lên, chị tin em làm được. Mình bây giờ mình rồi, cố lên, nói một câu ngắn gọn thôi cũng được. Cảm ơn tất cả mọi người. Nói lên, đi với chị Hường một thời gian phải biết nói như chị Hường chứ. Nào, cố lên, chị tin em làm được. Nào. Cố lên. Cảm ơn tất cả mọi người. Một lời cảm ơn. Cố lên. Nào. Nói đi Dua. Mọi người đang rất trông chờ đấy. Cảm ơn, ví dụ em không nói được câu dài nhá, thì bây giờ mình học từ câu dễ đầu tiên. Cảm ơn tất cả mọi người. Ừ, nói tiếng Mông hay là nói tiếng dân tộc Kinh của em đều được, cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Cảm ơn tất cả mọi người. Cô tiếp động lực cho Dua đi cô. Cảm ơn tất cả mọi người. Bảo cháu cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi live stream của cháu. Cố lên. Mọi người đang trông chờ Dua lắm. Mọi người bảo chỉ cần Dua nói nhiều lên một chút này thì mọi